Sơn Cước, Hắc Hổ Tản Dương, Phi Long Đào Nguyệt, Long Tranh Hổ Đấu, Quyền Cơ Sơn Cước. Ê, hay quá, hay quá, hay quá. Ôi, xin chào, xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người. Để cùng Múa Lân Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chúc mọi người phước như đông hải, khó tỷ Nam Sơn. Ai Múa Lân về đến, về đến, về đến. Mọi người nhà nhà chuẩn bị trung thu rồi. Chuẩn bị bước sang tháng 8. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi trung thu. Cho nên chúng ta hãy ai chụp một hình tự sướng dân địa cái cảm ơn gia chủ ai à. Ui đầu lòng, đầu rồng lớn quá. Múa đi nào, nào múa đi các chú lân dễ thương ơi. Hãy cùng địa khám quá những ngôi nhà dễ thương đẹp đẽ và cầu chúc cho mọi người vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Ai bây giờ coi ơi, ông Hành Tài ơi, Hành Tài ơi, hãy cùng tôi đi gõ cửa mỗi nhà để chúng ta chúc mừng cho người người nhà được ấm no hạnh phúc. Múa đi, múa đi. Ê, ô ô giỏi nào. Ê, nhà em có nuôi hai con lân, một con màu vàng một con màu đỏ, hai con chăm chỉ, con nào cũng ngoan, con nào cũng siêng học hành. Còn ông Hành Tài này sao mà ốm nhách vậy, hàm râu đen thùi dài sọc. Hằng tay vàng cầm một cục vàng cho nó lửa. Rồi múa đi, múa đi, múa đi, múa lần múa đi. Chúc mừng gia chủ là vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Chúng ta sẽ múa, sẽ cát, sẽ ca, sẽ múa, sẽ hát, sẽ ca, làm cho gia chủ vui, nhà vui cơ. Tùng 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 nào, khởi động đi. Các chú rồng ơi, các chú rồng dễ thương ơi. Ôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ơi, con rồng này 10 chú múa nha. Đây, những chú lân dễ thương ơi. Đây, chú màu vàng, chú màu đỏ, hai chú dễ thương. Múa qua, múa lại, múa tới, múa lui. Thật là vui, quá vui. Bây giờ chúng ta sẽ xem chú lân biểu diễn trèo lên cái cây già sọc. Nha nha, xoay tới xoay lui rất đẹp. Nam Mô A Di Đà Phật. Các chú lân ơi, nào nào hãy vào chùa đi. Trời ơi, nhìn mà vui quá. Trời ơi, ông bà cô bác anh chị em chúm nhau xem múa lân địa thấy vui ghê là vui. Chắc trung thu năm nay là mình được ăn một cái bánh trung thu to chả lửa rồi. Vô cùng vui sướng. Chú gia chủ này dễ thương quá. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Thấy chưa chú. Dạ bắt tay chú một cái. Dạ cảm ơn chú. Ôi chú dễ thương quá. Chú lì xì cho ông địa đoàn lân và thằng Tài đây. Hãy chúc chú được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc đi, an khang thịnh vượng nha chú. Trời ơi, chú gia chủ dễ thương quá, mình yêu chú quá nào. Nào đi nào, đi nào, đi vào sông nhà cho chú đi. Beng 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 beng, đi ông Hằng Tài ơi, ông Hằng Tài ơi, ông làm gì mà cứ lủi thủi đi sau lưng tôi hết hồn à. Đi thôi, đi thôi, ta dẫn vô đây, ta vô cái phòng này là phòng giám đốc đây. Đấy, có chữ sao xanh hình như là phòng giám đốc, đúng rồi. Phòng giám đốc của chú, đây. Rồi đây là màn biểu diễn ba chú lân trèo lên ba cái cột. Ba chú lân trèo lên ba cái cột. Không có gì nguy hiểm, không có gì nguy hiểm. Thưa các bạn, không có gì nguy hiểm. Bởi vì nó dính như keo dính chuột rồi. Keo dính chuột đây đấy. Dù cho cây có lắc qua lắc lại, nhưng chúng ta vẫn thấy bình thường. Đấy, thấy chưa. Đấy, những chú rồng lượn múa xung quanh. Bà con cô bác xem tuyệt vời chứ. Đã quá, đã quá, đã quá, đã quá. Trung thu năm nay chúng ta đi chơi vòng vòng, chúng ta múa, chúng ta lượn, chúng ta lạng. Nào nào, bây giờ là tập thể những chú lân
tuyệt vời, sẽ biểu diễn cho các bạn xem nha. Các bạn xem và ủng hộ kênh nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn nhỏ một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, được cha mẹ yêu, học giỏi, ngoan hiền nha. Hãy cố gắng học tập và chỉ giải trí lúc nào chúng ta cần thiết thôi nha. Xin chào các bạn.